Imang at tang ga sa mang na ga tang bút tháp bành nha tang u bồ sa tang y mạnh cha rát tình y mạnh cha đi qua sang sam ma đề qua phi rắc khi tùng sa ma đi giam. Con xin vâng dự. Dạ, con xin sám hối. Con xin thọ trì bát quan trai giới, chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Ikmani at thasikamadhani upo satasi lavasena iman charat tinh iman charivatam sammadeva apirat thì tông sama đi già mà chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi ráng quan giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. À ma phành tê, dạ xin vâng. Chỉ lệ nát thu cái tinh doanh tị chỉ lệ nát phô các tâm bác đại chỉ lệ nát nếp của tinh doanh tị tạ mai si lăng quỷ số thái dê đại chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ diệt giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ diệt giới được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ diệt giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử Phật thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ con xin tri ân sư đã truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con ạ. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Sắp bê sát ta á quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc khá hồn tu áp gia bách cha hồn tu á ni khá hồn tu đi khá du ca hồn tu á rô ga hồn tu sam bát tì hi sa mít chân tu su khi át ta năng bà ri á răng tu đúc kha pát ta cha nít đúc kha pa ya pát ta cha nít pa ya so ka pát ta cha nít so ka hôn tu sa bê bi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamangena vandehang badabang sung paruttamang Buddhe yo khalito do so buddho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena na quan đề hằng tham mạnh cha du vít hằng qua rằng tham mê yo khali tô đô so tham mô khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo
là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vandeham sankhaṃ caduvitho tamang sankhe yokhalito doso sankho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báu ạ. Tasmin rapanat yasmin sambasadana che ta so. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Ít đằng nồ nhà tì nằng hồn, tu su khi tà hồn, tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng tôi, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng qua ta nồ bùn nhằng à sa qua kha già qua hàng hồ túc. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con kính lễ sư Pháp Thanh ạ. Hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tất cả chư thiên, tứ đại thiên vương, vu trời đế thích, nhất là chư thiên hộ trì, mỗi người trong lớp học, chư thiên ở ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên ở tịnh thất thiện hữu, chư thiên trong ngôi nhà các Phật tử trong lớp học, chư thiên trên mặt đất, chư thiên ở cội cây, chư thiên ở trên hư không, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận. Dạ, phần kinh, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và bát quan trai giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo ạ. Dạ, con kính dâng mic lại đến cho chị Nhật Huỳnh để chị tiếp tục chương trình ạ. Dạ, em kính mời chị. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Xích Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và cảm ơn Thiện Hữu cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính chào
quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng, và cảm ơn chị Mata, và con kính tri ân sư thượng tọa Pháp Thanh đã cho chúng con biết đề tài ngày hôm nay. Và cảm ơn Kim Nhung. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Chí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng ghé Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được thượng tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay tương ưng kinh. Phẩm sáu là mã, phẩm già, bài ba là mã. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Đa Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đằng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ ơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con trước khi con thỉnh sư lên giảng giải bài học ngày hôm nay con xin phép được đọc phần chánh kinh. Bài học ngày hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1 tương ưng chư thiên. Phẩm sáu, phẩm già, bài ba la mã. Bạn, ai? Bạn kẻ đi đường, ai? Bạn người ở nhà, ai? Bạn khi cần thiết, ai? Bạn đời, ai? Bạn cho đời sau, bạn đường, bạn đi đường, Thế Tôn. Bạn ở nhà là mẹ, bạn bè khi cần thiết. Mới là bạn thường xuyên công đức tự mình làm là bạn cho đời sau. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, sư có nghe được âm thanh con. Cho con xin một tín hiệu con kính dâng mít đến sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào
quý trung nữ và tất cả quý Phật tử. Và trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, kính cùng thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh hướng về tầm bảo để làm để tầm bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã vẽ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ngày thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phạm Tăng. Các ngài là mô phạm quyền sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức Tăng Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khang ngang, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử luôn khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Thà Giá. Vậy hôm nay chúng ta học cái đoạn số 3. Bạn cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh kinh. Nhưng mà ở đây là nhà in họ in sai cái dấu, cho nên là cô Nhật Quỳnh có thể để ba cái câu hỏi. Ai bạn kẻ đi, ai bạn người ở nhà, ai bạn khi cần thiết, ai bạn cho đời sau. Và bà Đức Thế Tôn mới trả lời: bạn đường, bạn đi đường, bạn ở nhà là mẹ, bạn bè khi cần thiết mới là bạn thường xuyên, công đức tự mình làm là bạn cho đời sau. Thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Ai bạn kẻ đi đường, ai bạn người ở nhà, ai bạn khi cần thiết, ai bạn cho đời sau. Và cái câu mà bạn đường, bạn đi đường là bắt đầu là cái sự giải đáp của Đức Thế Tôn. Bạn đường, bạn đi đường, và ý cái câu này Đức Thế Tôn nói như thế nào? Thường thường ta nói sao, đi buôn bán thì có phương, mà ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Thành ra đó, ví dụ như quý vị thấy hồi thời xa xưa đó, những cái người thương buôn, họ đi đường xa, họ buôn bán đó, thì họ phải kết làm những cái đoàn để cùng đi với nhau, để trên đường đi á có sự hỗ trợ và nương tựa lẫn nhau. Trên đường đi thì có nhiều khi sao phải đi qua những cái khu rừng, thì trong những cái khu rừng thường thường là có bọn cướp, nó hay chặn đón đường những đoàn thương buôn để cướp giật. Cho nên á là những cái người bạn mà đi chung thì phải kết thành một cái đoàn với nhau để hỗ trợ nhau và tránh thú dữ, tránh cướp bóc, tránh những cái tai hại trên cái đường đi. Thì cái người tu chúng ta đó thì cũng làm bạn với nhau. Họ thì họ cùng đi buôn, nhưng mà mình thì khi mình tu tập, mình học hỏi thì mình phải làm bạn với nhau trên cái bước đường mà mình tu tập. Người ta nói sao,
học thầy không bày học bạn. Thì có đôi lúc có những điều mình không có dám hỏi thầy, nhưng mà gặp cái người bạn thân thiết, cùng học, cùng tìm hiểu, cùng thực hành, nếu mà cái người này mình có thể mình hỏi han, mình chia sẻ, hay là hoặc là có những cái điều mà mình chưa có hiểu mà mình có thể mình hỏi người bạn mình, để cùng nhau trao đổi về những cái điều mình học, những cái điều mình thực hành, để có sự tiến bộ. Rồi bạn ở nhà là mẹ, thì ở đây đó chúng ta hiểu cái lời dạy của Đức Phật là gì. Thân bằng quyến thuộc của chúng ta đó, từ cha mẹ, anh chị em, đến bà con thân quyến, là những người bạn, những người bạn ở trong gia tộc, trong gia đình. Người mẹ, người cha, khi mà những đứa con mà nó còn nhỏ đó, thì dạ đúng rồi, đúng rồi đó, cái đoạn cô vừa post lên là đúng rồi đó, tức là Thế Tôn trong Đức là cái Thế Tôn ở đây là chỉ cho cái lời giải đáp của Đức Phật cho cái vị chư thiên mà đã hỏi. Thì tại sao mà Đức Phật nói bạn là mẹ ở nhà? Thì cha mẹ đó, khi mà con cái nó còn nhỏ thì cha mẹ chỉ dẫn, hướng dẫn, dạy dỗ. Nhưng mà đến khi mà nó lớn rồi đó, thì có khi là nó là bạn, chứ mình đừng có coi nó là con của mình. Có những việc mà ở ngoài đời, trong công ăn việc làm nó, có những điều mà nó không biết hỏi ai, không biết chia sẻ với ai, hoặc là trong cái lĩnh vực tình cảm, mà nhất là khi mà tuổi mới vừa lớn lên, rồi nó có những cái thay đổi, những cái chuyển đổi từ cái tuổi thơ qua trở thành cái bước mà chuyển tiếp để trở thành những cái người trung niên, người lớn đó, người thanh niên đó, thì nó có những cái thay đổi về cái mặt tâm sinh lý. Lúc đó có nhiều khi nó không biết tâm sự với ai, nó biết hỏi ai, nó biết chia sẻ với ai, thì có thể là nó về hỏi, nhất là người nữ thì sao, thì về tâm sự hỏi bà mẹ, cái này thế khác, để có khi là bà mẹ sẽ hướng dẫn, chỉ dẫn nó. Cho nên là đối với cha mẹ ở nhà đó cũng là người bạn, người bạn. Rồi trong đời sống thì có, chúng ta cũng có nhiều người bạn, thí dụ như những người bạn học chung nè, rồi những người bạn mà làm việc chung nè, rồi những người bạn mà mình quen biết trên cái sự giao tiếp trong cái công việc nữa đó. Cho nên là bạn thì nó rất là nhiều, nhưng mà đó quý vị thấy rằng á, có những người bạn mà chúng ta giúp đỡ họ, chúng ta có thể hỗ trợ giúp đỡ họ, nhưng mà đó khi mà chúng ta cần thì họ không có giúp đâu. Rồi có những người bạn mà khi chúng ta cần thiết, những người này có thể hỗ trợ, có thể giúp đỡ mình. Thật ra đó, chúng ta phải phân biệt. Bạn thì rất là nhiều, nhưng mà
những người mà gọi là bạn thân hay là hoặc là tri kỷ thì nó rất 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 là hiếm mà không. Cho nên á, bạn thì nó cũng có ở nhiều mức độ, rồi nó cũng chia ra làm nhiều loại. Có những người bạn coi như họ chỉ biết mà mình phải giúp đỡ cho họ, chứ đừng có mong gì mà họ giúp mình. Những người bạn á, thì làm bạn trao đổi chia sẻ rồi với nhau thì được, nhưng mà đừng bao giờ đụng tới cái quyền lợi của họ. Rồi có những người bạn đó thì có qua có lại, mình giúp họ, nhưng mà đến khi mà mình cần thì người ta cũng có thể người ta hỗ trợ, người ta giúp đỡ mình. Rồi có một những người bạn đó, mặc dù không thân thiết lắm và mình cũng chưa từng giúp đỡ họ, nhưng mà đến khi mà mình cần á thì người ta sẵn sàng, người ta giúp đỡ mình đó. Cho nên á, qua những cái sự kiện mình sẽ lựa chọn để gần gũi những người nào và khi mà chúng ta cần thiết. Rồi trong cái sự tu tập mà thực hành, trong cái vấn đề mà học hỏi giáo pháp mà, rồi thực hành giáo pháp, thì chúng ta cần có những cái người bạn có cái chí hướng, có cái tâm huyết, cùng học, cùng thực hành, thì chúng ta sẽ gần gũi những người bạn đó, là những cái người bạn mà thân cận thường xuyên với chúng ta. Rồi Đức Phật dạy gì? Công đức tự mình làm là bạn cho đời sau. Thì khi mà chúng ta tạo trữ những cái công đức phước báo, gieo trồng những cái chủng tử thiện lành, chúng ta học pháp này cũng là gieo trồng những cái chủng tử, những cái nhân, những cái duyên cho những cái kiếp sống tương lai. Rồi chúng ta thực hành thập thiện hay là thập hạnh phúc, bố thí trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, trì hỷ phước, hồi hướng phước, thì những cái điều thiện lành này, hoặc là thực hành trong 38 điều hạnh phúc nè, hay là chúng ta tu tập thiền định, thiền tuệ, đó là gì, là đây là những cái phước báo và những cái hành trang. Thì sao, ở trong kinh thì quý vị Đức Phật cũng dạy đó, thì chính những cái phước báo này đó là nó sẽ là những cái người bạn gần gũi chúng ta. Chúng ta đi bất cứ đến cảnh giới nào thì những cái phước thiện này đó nó cũng sẽ đi theo chúng ta như bóng với hình. Những cái phước lành này đó giống như là thân bằng quyến thuộc, nó sẽ chào đón chúng ta đến những cái cảnh giới tốt đẹp, rồi nó đi xuyên suốt chúng ta trong cái đời sống, trong cái dòng sinh tử luân hồi. Cho nên á là chúng ta tạo trữ những cái công đức, gieo trồng những cái chủng tử thiện lành, chúng ta học pháp, chúng ta thực hành giáo pháp, thì đó là những cái người bạn thân để đi theo chúng ta trong những kiếp sống tương lai.
Thì đây là cái ý chính trong cái lời dạy của Đức Phật. Bạn đi đường là những người mà cùng chung một chí hướng với mình, rồi bạn ở nhà là cha là mẹ, hoặc là những cái thân bằng quyến thuộc, bạn bè khi cần thiết mới là bạn thường xuyên. Thì nhiều loại bạn, nhưng mà mình biết những người bạn nào có thể hỗ trợ giúp đỡ mình, thì trong những khi mà mình cần, lúc đau yếu bệnh hoạn, hoặc khi mà mình gặp những cái sự thất bại trong cái công việc, trong đời sống, thì cái người này có thể hỗ trợ giúp đỡ, thì chúng ta nên gần gũi với những người bạn đó. Rồi những người bạn mà có thể cùng chung với chúng ta đi trên cái con đường thiện lành để học tập, thì chúng ta cũng nên kết thân với những người bò đó một cách thường xuyên. Rồi nhớ đây là những cái công đức, những cái phước lành, những cái sự học pháp, hành pháp đó, nó là sẽ là những người bạn mà sẽ đi cùng với chúng ta đến bất cứ ở những cái cảnh giới nào trong suốt kiếp sống. Thì cái ý nghĩa mà sâu xa đó thì nó còn có nhiều ý nghĩa lắm. Ví dụ như bây giờ cái người bạn thân thiết của chúng ta trên bước đường tu học là cái gì? Là chánh tín, một cái niềm tin chân chánh. Và cái người bạn nữa là gì? Người bạn trí tuệ. Rồi gì? Người bạn là có cái luôn luôn là sống có sự ghi nhận, hiểu biết cách tường tận trong đời sống đó. Thì cái người bạn mà đi chung đường với chúng ta đó, nếu mà chúng ta là cái người tu tập thì phải tạo lập một cái niềm tin, một cái niềm tin chân chánh, có niềm tin vào tam bảo. Rồi chúng ta phải sống có trí tuệ, chúng ta sửa đổi những cái hiểu biết mà chưa chín chắn, sai lầm, để có một cái trí tuệ tốt đẹp, sáng suốt. Rồi trong đời sống thì luôn luôn đó, thì phải có cái sự hiểu biết ngay cái giây phút hiện tại. Mình làm công việc gì, mình biết mình đang ở trong cái hoài nghi đó, trong cái công việc đó, trong cái hành động đó. Thì như vậy đó, là cái người bạn đi trên cái con đường chân chánh để tu tập, để hướng đến sự tốt đẹp. Rồi bạn ở nhà là cha là mẹ, nhưng mà khi mà mình tu tập lại là thầy mình, rồi những cái bạn đạo của mình đó là bạn bạn ở nhà. Rồi bạn ở nhà ở đây là gì? Trong đời sống có nhiều lúc đó, chúng ta phải nương tựa vào pháp, chúng ta nương tựa vào thầy tổ, nương tựa vào bạn đạo. Nhưng mà có những lúc chúng ta nương tựa vào pháp để chúng ta có sự tiến bước trên cái đường tu tập. Cho nên là có những lúc, có những điều mà thân bằng quyến thuộc, thầy tổ, bạn đạo không thể nào mà giúp chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta an trú trong pháp, chúng ta nương tựa vào pháp, chúng ta lấy pháp là cái người bạn, thì chúng ta sẽ được an ổn.
Khi mà quý vị có những cái muộn phiền, những cái phiền não ở trong đời sống, trong cái tu tập gì đó, thì quý vị thay vì mình ngồi đó mình buồn rầu mình lấy này kia, quý vị lấy pháp cú kinh ra, quý vị đọc, quý vị đọc hoặc là quý vị nâng nga bằng cái lối kệ đó, thì sao, thì quý vị sẽ tìm thấy một cái niềm vui, niềm vui trong 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 pháp bảo. Rồi cái lúc mình bệnh, lúc mình có nhiều khi mình khó ngủ, bữa đó không biết sao cơ thể mình ấy gì đó, mình ngủ được, mình ngủ được thì sao, mình có thể mình đọc pháp cú kinh hoặc là mình lấy những cái kinh sách ra mình xem, mình làm bạn với pháp thì nó rất là an ổn. Quý vị 12 giờ khuya, 1 giờ khuya mà quý vị ngủ không được, quý vị lấy pháp cú kinh ra đọc, lấy kinh sách, lấy thanh tịnh đạo qua quý vị đọc đó. Không bao giờ mà cái mấy cú kinh mà nó phản đối, nó lạ gì hết. Nói sao giờ này 1 giờ khuya rồi không để tôi ngủ mà lôi tôi ra mà đọc này cái nào, không có. Chứ còn nhiều khi á, cái người bạn thân của mình á, có nhiều khi mình ngủ mà không được, mình tính kêu người bạn về này dậy để mà nói chuyện, để mà hỏi han á, thì bị cự. Giờ này không để người ta ngủ mà còn kêu mà hỏi han gì này kia nọ, thấy không? Thành ra đó, có đôi lúc đó, chúng ta làm bạn với pháp á, chúng ta rất là an vui. Người bạn pháp là cái người bạn mà thân thiết cho cái cuộc đời tu tập của mình. Cho nên á, khi mà Đức Phật nói chúng ta an trú trong pháp, chúng ta lấy pháp bảo là người bạn thân thiết, thì chúng ta sẽ có sự tiến bộ và cái sự hiểu biết của chúng ta nó tăng trưởng. Rồi sao? Chúng ta nương trú an ổn trong pháp thì chúng ta sẽ có cái niềm vui. Chính nhờ chúng ta thấy cái niềm vui á, trong pháp á, chúng ta mới có sự nỗ lực tu tập. Thì cái pháp bảo giống như là một cái bóng mát. Có nhiều lúc trong cái đời sống, trong cái sự tu tập của mình nó bị những cái sự nhiệt não và những cái sự thiêu đốt của phiền não, nó như là những cái bóng mát hay là những cái nơi mà trú ngụ, nó có cái chỗ để chúng ta, cái bóng mát để chúng ta nghỉ ngơi nè, nó có nước để chúng ta giải khát nè, để lắng dịu thanh lọc tất cả những cái phiền não, những cái muộn phiền. Chứ còn á, như nãy xin nói, có những người bạn mình giúp họ thì được, chứ mà khi mà mình cần thiết thì người ta không thể giúp mình được đâu. Những cái người bạn họ chỉ mình chỉ nhường những cái quyền lợi, những điều tốt đẹp cho họ, chứ mà đến khi mà mình cần thì họ không bao giờ họ có thể họ chia sẻ là giúp đỡ với mình đó. Cho nên là chúng ta, Đức Phật mới nói là hãy lấy pháp bảo làm hòn đảo, hãy lấy pháp bảo là nơi nương tựa. Không có một nơi nương tựa nào mà chắc chắn tốt đẹp cho mình bằng chúng ta nương tựa vào giáo pháp. Cho nên á, khi mà chúng ta nương tựa vào giáo pháp,
thì chúng ta sẽ có được một cái niềm vui trong cái sự thực hành giáo pháp. Và sao khi mà chúng ta nương tựa vào pháp á, thì chúng ta sẽ nỗ lực trong vấn đề mà học pháp, hành pháp, và chúng ta có thể có gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, rồi thực hành theo lời dạy của Đức Phật ngay trong cái đời sống hiện tại này. Cho nên á, đó là những cái điều mà quan trọng. Nó là cái những người bạn thân, những cái nhân, những cái duyên để hỗ trợ chúng ta trong những cái kiếp sống tương lai. Thành ra đó, trong đời sống chúng ta phải phải biết, trải qua những cái sự việc đó chúng ta mới biết. Ta nói sao, quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, dẻ cọp dẻ da xương nào dẻ, biết người biết mặt biết lòng đâu. Đó, chúng ta có rất nhiều những người bạn, nhưng mà sao qua những cái sự kiện thì chúng ta mới biết được cái người bạn mình như thế nào. Có những người bạn đó, quý vị biết là có những người bạn mà coi như là họ sử dụng cái toán học 99 trừ 1 thì bằng 0. Những người bạn này á, họ chỉ biết nhận chứ không biết cho. Bây giờ á, mà quý vị có tốt với họ, quý vị giúp đỡ cho họ như thế nào nữa, 99 chuyện. Nhưng mà đến khi mà có một chuyện đó họ nhờ quý vị mà quý vị không làm giùm, không giúp đỡ, không có hỗ trợ cho họ đó, thì tất cả những cái 99 chuyện trước đó là phủi sạch hết. Ra cái người bạn này là cái loại người mà không có biết ơn, không có nghĩ những họ cũng đã từng hỗ trợ cùng giúp đỡ cho mình nhiều lần á, nhưng mà có lẽ là cái công việc này mình nhờ người đó, nó quá khả năng, nó quá điều kiện, cái người đó không thể họ giúp mình, mình phải suy nghĩ vậy á, nhưng mà cái người này thì không có. Mình giúp đỡ cho họ cỡ nào chỉ cần một điều mà mình không thể nào mà hỗ trợ mình giúp đỡ, thì coi như mọi cái vấn đề mà mình tốt với người ta, mình giúp đỡ người ta đó, là nó xóa sạch. Cho nên là những người này á, thì chúng ta biết thì chúng ta nên á, là tránh xa. Rồi cũng có những người bạn chúng ta có thể giúp đỡ họ, và khi cần thiết thì người đó cũng có thể giúp đỡ lại chúng ta. Cho nên là những cái người bạn này thì chúng ta cần phải gần gũi, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để cùng nhau có sự tiến bộ tốt đẹp chẳng hạn. Rồi có những người bạn thì trong đời sống ấy, họ không có kêu gọi hay nhờ giả gì mình giúp họ đó. Nhưng mà đó, khi mà mình cần thiết, có đôi lúc ấy, cái người bạn này nữa,
họ biết mình cần, à, họ sẽ sẵn sàng họ giúp mình, khỏi cần phải lên tiếng, à, nhờ giả nữa. Nhưng mà họ biết rằng người bạn này giờ đang cần như vậy vậy đó, người ta sẽ trong cái điều kiện khả năng, người ta sẵn sàng, người ta hỗ trợ giúp đỡ. Thì đối với những cái người bạn như vậy đó, chúng ta phải có sự gần gũi, rồi học hỏi và hỗ trợ những người bạn đó. Thì trong đời sống chúng ta phải biết cho đi. Khi mà chúng ta cho đi đó, thì chúng ta sẽ nhận được những cái niềm vui. Chúng ta có những người bạn để cùng nhau hỗ trợ nhau trên cái bước đường mà thực hành cái giáo pháp, thực hành những cái điều thiện sự. Nếu mà có những người bạn họ giúp đỡ mình thì cũng ngược lại, cũng có những người bạn mà họ sẵn sàng họ xô ngã mình, họ quật ngã mình, hoặc là mình ngã rồi mà nó còn chưa buông tha, nó muốn nhận mình sâu lúc dưới bụng thì thôi, những cái người bạn cái đó thì mình nên tránh, mình nên tránh. Tại sao? Chúng ta biết cái quy luật của cuộc đời mà, có những người họ xô mình ngã, có những người họ muốn chèn ép mình, họ muốn nhận chìm mình, thì sao? Thì đừng có buồn rầu, đừng có khóc tóc than gian làm gì cho nó mệt. Rồi quý vị sẽ thấy có những người bạn có lòng tốt, người ta sẽ giúp đỡ, người ta nâng mình dậy, đứng lên, người ta dìu dắt mình đứng lên. Thành ra đó, do cái nhân duyên, do nhân duyên trong đời sống quá sức khứ, cho nên đó, thì bản thân sự cũng vậy, cũng từng giúp đỡ người khác, rồi cũng từng bị người ta quật ngã, ta nhấn chìm. Đó, cái khi mà mình còn có điều kiện, còn sức lực thì nó khác. Nhưng mà khi mà mình gặp hoạn nạn, bị tai nạn, rồi mình bị những cái mà chướng ngại ở trên đường đi đó, thì lúc đó đó mình sẽ biết ai là những cái người bạn tốt với mình. Chứ còn mà khi mà quý vị mà còn sức khỏe nè, còn tài sản tiền bạc nè, còn đầy đủ điều kiện á, thì ai cũng tốt hết, ai cũng cũng nói những cái lời tốt đẹp dịu ngọt với mình á. Nhưng mà đó, khi nào mà chúng ta lâm vào những cái hoàn cảnh khốn khó, tai nạn bệnh tật mà, mà những người nào mà lúc đó đó mà giúp đỡ cho mình, hỗ trợ cho mình, thì những người bạn đó là những người bạn tốt khi cần. Đó là cái ý nghĩa bạn bè khi cần thiết đó, là nó là như vậy đó. Và chính qua những cái kinh nghiệm này để chúng ta mới biết được cái tâm tính, cái lòng người như thế nào. Để sao? Để chúng ta gạn lọc, để chúng ta gạn lọc những người bạn, những người thân của mình, để mình biết được, để mình sống, mình đối đãi những cái ngày sắp tới. Thành ra khi mà chúng ta bị những cái đối đãi nó phũ phàng,
Thì riêng bản thân sư thì sư nói sao không? Thì nói là tôi không giận ai, tôi chỉ buồn riêng tôi. Tại hồi đó mình gieo những cái nhân xấu thì bây giờ mình phải nhận cái quả xấu không? Nhưng mà ít ra mình cũng biết được cái tâm tánh của những người bạn mình, để mà sau này để mình biết đó, để mà chúng ta có sự đối đãi với nhau trong cái đời sống. Chứ chúng ta không nên mà buồn phiền rồi hận trách rồi oán trách cuộc đời. Thì nhớ luôn luôn, tại vì trong đời sống mình đã từng gieo những cái tốt cũng có mà cũng gieo những cái xấu cũng có, cho nên á, bây giờ người ta đối đãi không có tốt với mình thì do đến lúc cái quả xấu nó trổ. Rồi có những người bạn mà đối đãi tốt với mình là do những cái quả lành nó trổ. Thì khi mà chúng ta có sự hiểu biết như vậy đó, chúng ta sẽ vượt qua những cái phiền muộn, những cái chướng ngại, rồi chúng ta hiểu biết để chúng ta có sự nỗ lực. Mà nhất là gì? Chúng ta phải nương tựa vào pháp, phải thực hành các cái nhân thiện lành, để nó là cái người bạn, nó là thân bằng quyến thuộc, nó là những cái người bạn mà sẽ đi theo chúng ta trong suốt chặng, khi mà chúng ta còn trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Cho nên đó, là cái ý nghĩa người bạn ở đây đó thì không phải chỉ là những cái người mà bằng xương bằng thịt, hoặc là thân bằng quyến thuộc của mình, mà bạn ở đây là cái gì? Là cái niềm tin, cái chánh tính, cái chánh tính, rồi cái gì? Cái trí tuệ, rồi cái niệm, rồi chúng ta an trú trong pháp, chúng ta lấy pháp là người bạn, chúng ta nương tựa vào pháp để chúng ta học, chúng ta thực hành, và chúng ta gieo trồng những cái nhân thiện, những cái điều lành, là những cái hành trang, những cái tư lương, là những cái nhân, những cái duyên cho chúng ta. Cho nên là bạn ở đây chúng ta phải hiểu ở trên nhiều khía cạnh, rồi trải qua những cái sự việc, thì chúng ta sẽ sàng lọc ra. Trong đời sống thì ai cũng không tránh khỏi những cái sự lầm lạc, nhưng mà chúng ta đừng để những cái sự lầm lạc đó lặp đi lặp lại. Chúng ta lầm một lần thôi, chúng ta bị gạt một lần thôi, chứ đừng có mà cả tin chúng ta sống với cái tình cảm nhiều quá rồi mình bị người ta hoài gạt hoài thì không có tốt. Mình phải sống với trí tuệ, mình phải có hiểu biết. Đôi lúc á, nó gạt được mình, rồi nó còn cười mình nữa chứ. Trời ơi, ông đó, thằng đó, coi vậy ngu thế mẹ. Mình bây giờ mình gạt nó hoài mà nó cũng không biết nữa. Thành ra đó, chúng ta phải sống với trí tuệ. Bây giờ mình chấp nhận, nhưng mà điều cái á, gạt mình lành thôi chứ. Chứ còn mà cứ gạt mình hoài sao được.
Cho nên á, chúng ta phải có, cho nên là trong đời sống, trong sự tu tập, chúng ta phải lấy cái chánh tín, cái niềm tin chân chánh đối với Tam Bảo, đối với các cái pháp thiện, rồi chúng ta phải có trí tuệ, rồi chúng ta phải có sự hiểu biết trong đời sống, trong ngày giây phút hiện tại. Đó chính là những cái người bạn mà cần thiết thường xuyên trong sự học hỏi, sự tu tập của chúng ta. Chúng ta loại trừ những cái người bạn xấu. Những người bạn xấu này nó cũng đeo bám mình rất là lâu đời, như là vô minh, phiền não. Rồi chúng ta phải lần hồi phải tránh xa những cái người bạn xấu này nè, để chúng ta gần gũi những người bạn thiện lành là chánh tín, trí tuệ. Rồi những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ nào chưa đúng đắn thì chúng ta phải lần hồi chúng ta sửa đổi, để cái hiểu biết, cái sự niềm tin chân chánh của mình mỗi ngày nó vững vàng hơn. Thì qua cái phần chánh kinh, cái câu số 3 bạn, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều, để chúng ta có sự hiểu biết về cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta thứ nhất là chúng ta củng cố lại cái sự tu tập của chính bản thân mình. Cái thứ hai là đối với những cái người mà xung quanh, từ thân bằng quyến thuộc cho đến những người bạn đời, bạn đạo, chúng ta có được một cái hiểu biết. Những người nào thì chúng ta nên hỗ trợ, giúp đỡ, và những người nào thì chúng ta nên lần hồi. Chúng ta chỉ giao tiếp trên cái vấn đề mà quan hệ thôi. Chúng ta không nên mình tránh xa, tại vì nếu mà mình lẩn tránh những cái người đó, có nhiều khi nó cũng tạo thành cái sự quan cái. Cho nên là những người bạn mình biết, mình chỉ giao tiếp ở trên cái quan hệ giao tiếp thôi, và những người nào thì mình cần phải tránh xa, tránh né, chứ không nên gần gũi. Cho nên là bạn thì rất nhiều là loại bạn. Thì quý vị biết là cái xã hội bây giờ người ta nói sao, giàn thao lẫn lộn. Cho nên á, trải qua những cái sự việc, những cái sự kiện, những kinh nghiệm, thì chúng ta sẽ biết được cái nào là giàn và cái nào là thao, để mà chúng ta có cách là đối đãi, ứng xử cho nó được tốt đẹp trong đời sống, cũng như trong cái sự tu tập, để có được những cái sự tốt đẹp. Thì với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức khắp thể thanh nhang, và kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Và hôm nay thì cũng có một cái công việc phải đi về với chùa, nên ra chắc có lẽ là xin quý vị quan hỷ sinh hoạt đến 6:20 thì xin rời room để chuẩn bị để đi về chùa. Dạ, cái phước báo này chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui. Dạ, bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận chia sẻ về cái bài học ngày hôm nay. Bạn mày qua lời dạy của Đức Phật, xin mời tất cả quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giác.
sa thú lành thay. Dạ xin lỗi Nhật Quỳnh, tự nhiên cũng gấp công việc cho nên là tự nhiên vào, tranh thủ vào để nghe ngài giảng. Nhưng mà hôm nay rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và con kính tri ân ngài rất nhiều. Nói đến hôm nay nói đến những người bạn. Nghe rõ không Nhật Quỳnh? Nghe rõ hả? Dạ thì nãy giờ con thủ con vào room hôm nay nghỉ sớm, ở chánh điện nghỉ sớm cho nên là con tranh thủ để vào nghe, nhưng mà cũng may mắn nghe ngài giảng những người bạn rất là hay. Nhưng bây giờ con thay mặt đạo tràng để tri ân ngài giảng những lời dạy của Đức Phật để lại cho chúng con được hiểu và hành theo giáo pháp của Đức Phật để lại. Và thật ra thì cũng có những người bạn giống như ngài nói, có những người rất tốt và có những người cũng không tốt. Cho nên là mình chơi bạn thì mình phải tìm hiểu rồi mình mới giao tiếp. Có những người bạn người ta có giới, có luật thì mình không sợ. Còn có những người mà không có thì mình cũng không biết được. Nhưng mà trong thời gian mình chơi mình có thể mình hiểu. Dạ thì hôm nay con tranh thủ con lên con kính tri ân ngài và kính chúc đạt luôn luôn ngài Trí Đức và ngài Pháp Thanh có hiện tại trong rừng và đại đức Pháp Trang cùng quý tu nữ cô Phúc Hành và tất cả quý thiền nam tín nữ một ngày an lành an lạc. Và con cũng xin rời room vì hôm nay con cũng có công việc ở xã Vĩnh Lộc, ở tại xã Vĩnh Lộc cho nên là bây giờ con cũng chuẩn bị đi. Dạ, con kính chào ngài rất nhiều. Dạ, bây giờ kính mời Nhật Quỳnh trở lại trên mặt. Tự nhiên xin xuống mic. À dạ, dạ sa thủ kính năm. Cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên, tưởng cô tranh thủ lên để hỏi ra điều gì đó. Không ngờ cô lên, cô tranh thủ lên đảnh lễ quý ngài và xin trời rung. Dạ, mình trở tay không kịp. Dạ, con kính tri ân sư, cảm ơn chị Mata Thiện Vũ đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ sa thủ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay để chúng con nghe hiểu chút chút và cũng để tập theo chút chút để được sự lợi ích và sự an vui lâu dài. Và bây giờ con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nhà Nhật Quỳnh kính mời quý vị, mời những bàn tay có thể. Con cung thỉnh ngài dùng nước trước á bạch sư. Dạ, con cung thỉnh sư ngài dùng tách nước ở tỉnh thất thiện hữu á. Dạ, cô Tệ Duyên làm con bất ngờ quá, con không có, con không trở tay kịp. Dạ, con xin sám hối với sư cũng như sám hối với đạo tràng. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị ạ. Mời quý vị, trong khi sư đi dùng nước thì quý vị có thể đưa bàn tay lên để hỏi còn nhiều điều gì thắc mắc ra sa thú Quỳnh Giang Nhật Hà. Mời Quỳnh nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, hôm nay sư giảng thì cái chữ về bạn đó là giống như là chánh tín, niềm tin và trí tuệ.
Nhưng mà theo cái cá nhân con á, thì con đọc á, thì con cảm thấy là con liên tưởng tới cái đoạn này, giống như bạn đường, bạn đi đường, bạn ở nhà là mẹ, bạn bè khi cần thiết là bạn thường xuyên á, thì con lại liên tưởng tới là cái người người vợ, cái người phối ngẫu với mình. Thì giống như là mình phải sống hòa thuận, phải quân bình trong gia đình thì mới được bình an, mới được hạnh phúc. Và một cái phần thứ hai nữa, cái vế thứ nhì là cái công đức mình làm ra thì là bạn cho đời sau. Thì con cũng hiểu đó là những cái nghiệp của mình đó thì nó là chính cho bản thân mình chứ không phải là vợ con. Nhưng mà con cũng có nghe về về tứ đồng, thì mình phải sống với những cái người vợ, với người ở chung với mình đó, thì có tứ đồng, thì có đồng trí, đồng tính, đồng bố thí, đồng giới, rồi như vậy đó, thì có một chút xíu cái cơ duyên để gặp ở cái đời sau. Thì con xin sư giảng rõ cho con chút xíu về cái mặt này. Thì con nghĩ cái này cũng là cái mặt về tục đế, về cái cuộc sống hàng ngày của bản thân tụi con. Và con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì như hồi nãy sư nói, có những người những người bạn bạn đời, thì trong đó nó có những người chồng hay là người vợ mình nữa. Mà cái người này đó là cái người bạn mà cũng là tri kỷ đó nha, khó tìm, phải không? Nhưng mà có nhiều lúc do cái duyên nghiệp, do duyên nghiệp nợ nần quá khứ, cho nên á, nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta sống theo cái lời dạy của Đức Phật, thì cái đời sống nó sẽ tốt đẹp. Còn nếu mà trong đời sống gia đình, vợ chồng, mà nếu mà chúng ta không có hiểu biết, không có trí tuệ, chúng ta không có sự nhường nhịn, thì nó sẽ đem đến những cái phiền não, khổ đau. Thì ở đây này, quý vị thấy rằng Bồ Tát, khi mà Ngài, lúc đó là Ngài mới bắt đầu có cái ý định xuất gia đi tu tập để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái anh thanh niên này đó, bữa đó là anh mới nghe tin Đức Chư Tăng thời kỳ quá khứ về cái ngôi làng, thì anh ta muốn mua hoa sen, muốn mua hoa sen để mà anh ta dâng cúng đến Đức Phật. Rồi cái anh ta đến gặp cái cô thiếu nữ, cô này cổ hái hoa sen cổ đi bán. Thì anh thanh niên này, anh nói anh mua hết, bây giờ nguyên một cái thúng hoa sen của cô này đó, anh mua hết. Thì cái cô này cổ thắc mắc, cổ nói chứ anh mua chi nhiều như vậy. Thì anh này nói chứ anh mua để anh cúng, định dâng cúng đến Đức Phật. Cô này cổ mới tò mò, cổ hỏi gì chứ vậy chứ anh mua anh cúng với cái ý định gì, ước nguyện gì. Anh này nói chứ tôi là mua, tôi dâng cúng với cái ước nguyện là để trở thành thành Phật. Thì tự nhiên cái khi mà cái cô thiếu nữ này có nghe anh chàng thanh niên này nói lên cái ý định mà tạo cái phước lành dâng cúng với Đức Phật đó, để mà ảnh có cái chí nguyện để trở thành Phật,
Thì cô này cô mới phát nguyện là nếu mà anh mà có cái chí nguyện mà tu tập để mà thành Phật ấy, thì tôi sẽ nguyện là tôi sẽ hỗ trợ cho anh. Đó. Thì qua cái lời nói hai người này có cái chí nguyện như vậy đó, thì quý vị biết rằng trải qua trong cái thời kỳ mà Bồ Tát mà bổ túc các cái pháp độ đó, thì chính tiền thân của bà Gia Du Đà La là cái người mà hỗ trợ cho Bồ Tát rất là nhiều. À, nhiều kiếp sống Bồ Tát bỏ gia đình đi tu, rồi thậm chí đến cái bố thí vợ, bố thí con. Đó. Cho nên đó là cái người bạn mà cái người bạn đạo mà cùng chung chí hướng rất là quan trọng. À, thì quý vị thấy một cái gương của những bậc thánh, cái thứ hai là ngài Cassapa và người bạn đời của ngài. Thì cái kiếp cuối cùng á là anh chàng thanh niên Cassapa này đó, là có cái ý định muốn đi tu. À, chứ không muốn lập gia đình, nhưng mà vì là con của một cái gia đình giàu có, à, cha mẹ cứ ép buộc bắt buộc là phải cưới vợ, để gì, để ở đời để thừa hưởng cái tài sản. Cho nên anh chàng thanh niên này á, ảnh mấy thằng vàng rất là đẹp, à, anh tới nghĩ là trên thế gian này không có người thiếu nữ nào mà đẹp được như cái pho tượng đó đâu. À, cho nên anh ta nói với cha mẹ là bây giờ á, à, cha mẹ phải đi tìm sao mà có cái người con gái nào đó mà đẹp như cái pho tượng này á, thì con mới đồng ý là cưới vợ. À, thì bắt đầu ông cha mới giao cái bức tượng cho mấy vị bà la môn, bây giờ đi tìm kiếm cho được cái cô thiếu nữ nào mà giống y như bức tượng này á, đặng cưới vợ cho con. Nhưng mà cái duyên nghiệp, à, thành ra cái gặp cái người bạn, cái cô thiếu nữ này giống như trong bức tượng. Thì ra cuối cùng vì cái câu nói của mình á, anh chàng thiên là ngài Cassapa phải đồng ý làm đám cưới. Nhưng mà khi mà làm đám cưới thì bắt đầu á, thanh niên Cassapa mới thố lộ với cái người vợ mới vừa cưới của mình á, về cái ý định mà đi tu. À, thì cũng trùng hợp là cái cô gái này á cũng không có muốn lập gia đình. À, nhưng mà bây giờ á, là vì cái cha mẹ biểu thì ra lệnh thì con phải làm thôi. Cho nên á, là hai người mới chấp nhận với nhau. À, ở ngoài đời, ngoài mặt á, thì giống như là vợ chồng, nhưng mà hai người nguyện là giữ cái bát quan trai giới trọn vẹn, cho đến khi mà hai gia đình là cha mẹ qua đời hết thì hai người cùng đi tu. Lúc đó thì ngày Cassapa tu theo cái bên thợ thành lửa, thì người cái cô này cũng đi tu theo cái phái của bên bà la môn, làm một cái vị nữ bà la môn. Rồi sau khi mà ngài có nhân duyên, ngài trở về tu tập với Đức Phật, rồi sau đó thì cái bà nữ bà la môn này cũng xuất gia theo Phật giáo, và cũng hai người cũng cùng chứng đắc quả A La Hán. Đó thì chúng ta thấy rằng có đôi lúc cái người vợ hoặc người chồng trải qua nhiều kiếp sống, nếu mà nó cùng chung chí hướng, nó cùng chung một cái niềm tin,
Cho nên là bạn đi đường ở đây á, đường đây có khi là ở trên cái đường đời, nhưng mà có những lúc mà đi trên cái đường đạo đó, thì cũng giống như Giang Hà nói á, thì nếu mà cái người mà muốn cùng chung trên cái đường đạo đó, thì phải có sự tứ đồng, à, đồng tính, đồng giới, đồng thí và đồng trí. Đó, tức là khi mà chúng ta có những cái sở hành, à, những cái sở hành đồng với nhau, rồi cái niềm tin đồng với nhau, à, giới hạnh giữ đồng với nhau, rồi trí tuệ đồng với nhau, thì sao? Thì mới còn gặp nhau ở trong cái những cái kiếp sống tương lai. À, thì như vậy đó, thì cái người chồng hoặc người vợ, nếu mà có trí tuệ đó, có sự hiểu biết và có cái niềm tin đó, thì sẽ là những cái người bạn, à, người bạn trên cái bước đường tu tập cũng như trong cái đời sống, à, sẽ giúp đỡ hỗ trợ nhau. Nhưng mà quý vị thấy cái trường hợp này á, rất là hiếm, thấy không? À, có khi người vợ đi chùa nhưng mà chồng đâu có đi. À, người vợ thọ trì tam quy ngũ giới nhưng mà chồng đâu có thọ, không? À, hoặc là người vợ gìn giữ bát quan trai giới nhưng mà ông chồng đâu có thọ. Hoặc là có khi ông chồng đi chùa nhưng mà bà vợ không có chịu. À, đó, thành ra nó có những cái trường hợp, à, rất là hiếm có mà cả chồng cả vợ cùng hướng về một mục đích thì rất là ít. À, cho nên á, là nếu mà, à, chúng ta có nhân duyên, à, rồi có gặp được một cái người bạn á, người bạn đời á, người chồng hoặc người vợ cùng chung chí hướng á, thì nó rất là tốt. À, thấy không? Thì ở đời người ta nói sao? À, cái sự thành công của người chồng ấy, à, có một phần công sức đóng góp của người vợ. À, nếu mà bây giờ cái người vợ không hiểu biết, ông chồng muốn bố thí tài sản nhưng mà người vợ mà cái người mà không có hiểu biết họ không chịu rồi sao? À, đó, thành ra đó, khi mà chúng ta may mắn ở trong một gia đình mà nếu mà người chồng người vợ cùng có một cái niềm tin, cùng một chí hướng, à, cùng có gìn giữ về giới, cùng có sự tu tập, à, về, à, trí tuệ, về, à, bố thí vân vân, à, thì như vậy là một cái điều hết sức là tốt đẹp. Thì khi mà có được một cái gia đình mà như vậy đó, thì Đức Phật nói sao? Giống như là, à, những cái vị chư thiên mà sống chung với chư thiên. Còn nếu mà như mà trái ngược, người chồng hoặc người vợ, à, có giới mà sống với cái người vợ hoặc người chồng mà không có giới thì sao? Giống như mà chư thiên mà sống với Atula, à, nó trái ngược với nhau, à, thành ra mà khi mà nó trái ngược như vậy thì sao? Cái đời sống nó không có được an ổn, nó không có được tốt đẹp, rồi cái sự tu tập á, của người này, à, của người chồng hoặc người vợ nó cũng là cái trở ngại nữa. À, cho nên à, chúng ta phải hiểu, à, trong cái đời sống, rồi nếu mà mình mà rơi vào cái hoàn cảnh mà chư thiên mà sống chung Atula thì sao? Thì bây đầu thôi mình cũng chấp nhận đi, rồi từ từ mình trả nợ hết, à, trả nợ xong thì đường ai nấy đi. À, hồi đó, à, ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài cũng nói sao không? Bây giờ nếu mà mình gặp cái chướng ngại, bây giờ ngài thì ngài muốn đi tu,
bà bản ngay đâu có chấp nhận đâu. À, bà tự giữ lắm. Cho nên là ngài nói sao, 36 kế tẩu di là thượng sách. Cho nên là ngài phải phải trốn, ngài trốn gia đình, ngài bỏ, ngài đi tu. À, nhưng mà được cái thì thời gian rồi tới khi mà lớn lớn tuổi rồi thì bà cũng xuất gia làm tu nữ. À, cho nên á, khi mà chúng ta có được cái thuận duyên thì mình phải biết chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập. Còn nếu mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh mà nó nghịch duyên thì chúng ta phải cố gắng lần hồi chúng ta có cái phương cách, có cái những cái phương pháp để mà mình cũng thực hành những cái điều tốt đẹp, những cái ý nguyện tốt đẹp của bản thân mình. Thì cũng xin giải đáp và chia sẻ với Giang Nhất Hà. Chúc Giang Nhất Hà nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thủ lành thai, con thấy Giang Nhật Hà đã tri ân sư rồi. Dạ, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân sư và cũng kính cảm ơn câu hỏi của Giang Nhật Hà. Dạ, nhân câu hỏi của Giang Nhật Hà, sư cho con hỏi một câu. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng nha, cho Nhật Quỳnh hỏi trước một câu rồi Nhật Quỳnh kính mời quý vị nha. Dạ, bà sư, ngay trường hợp như Giang Nhật Hà hỏi, thì con hỏi cái câu như thế này hả bà sư. Ví dụ như con mình lớn tuổi rồi, mình cũng có cái khoản tiền riêng của mình, hoặc mình lãnh tiền già, hoặc mình đi làm gì đó, mình có khoản tiền riêng của mình. Rồi chồng mình cũng có cái khoản tiền riêng của chồng mình. Nhưng mà coi như như con đi, con rất là muốn đi làm phước với cái số tiền của con đã tạo được ra. Nhưng mà chồng con á, thì không chịu, chỉ có thể là đi sắm bật nọ cái kia, hoặc là đi du lịch đồ thôi, chứ không cho con đi làm phước. Như vậy á, cái tiền coi như là hai khoản tiền nó rõ ràng rồi, không có phải là chồng đem làm đem tiền về cho mình, mà mình cũng không có lệ thuộc đồng tiền của chồng. Nhưng mà nếu như con thì thôi, ông không có cho tôi đi làm phước, tiền tôi làm thì trong nhà sẽ xào xáo. Vậy bạch sư, nếu con cố tình con đi làm phước, đây nghĩ là mình già rồi, mình không có làm, không có tạo phước, mình để dành tiền, mình dùng những cái chuyện xa xỉ đó thì mình đâu có đem được theo. Thì con cứ đi làm theo ý của con, mặc dù trong nhà có hơi chút xào xáo. Như vậy mình có tội gì không bạch sư? Dạ, hay là mình phải làm như thế nào để nó ổn thỏa cả đôi bên, sư chỉ giùm cho con ạ. Nam mô Bích Thai, dạ con kính nhân Bích Đinh sư ạ. Nam mô Bích Thai giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sang Khai giá. Thì ở đời có nhiều cái do cái duyên nghiệp, cái chướng duyên của mình á, có nhiều hoàn cảnh rất là khổ. Cho nên á, thì chúng ta tùy theo điều kiện để mà chúng ta thực hành cái phước báo của bản thân mình. Thì có nhiều khi á, tại vì hồi đó mình làm phước mà mình thiếu trí tuệ, mình làm không hợp thời, hoặc là mình làm mà mình còn thiếu cái tam tư như thế này thế khác đó, nó những cái điều kiện nó không tròn đủ, cho nên cái chướng duyên ấy, bây giờ mình phải gặp rơi vào cái hoàn cảnh nó trái ngang vậy đó. Không phải riêng gì cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh, mà cái này là xảy ra trong cái đời sống hiện tại mà sư biết luôn. Cái cô này đó thì cổ ở gần chùa Tam Bảo Đà Nẵng,
Cổ là hồi mà còn mới có 5-6 tuổi là cổ đã tham gia cái đoàn Phật tử rồi. À, mỗi lần là ấy là dân hoa rồi này kia nọ ha, học kinh học kệ tụng kinh rồi rất là giỏi. Nhưng mà xui khiến khi mà lập gia đình gặp một cái ông chồng, ông này thì cũng không phải là ấy nha, cũng có học thức, cũng là dân cử nhân đại học luôn ngoái dưa, nhưng mà ông ta có cái đánh mà chấp thủ mà cứng nhắc luôn à. Đó rồi mỗi lần mà cô này mà cổ đi chùa là ông cấm, mới là ông cấm, ông không cho đi à. Mỗi lần mà đi chùa là về ông đánh à, ông đánh á, chứ ngoái dưa đúng. Rồi đánh bà này cũng không sợ. Cô này ổng đánh thì ổng đánh, mà cổ đi chùa là cổ đi chùa à. À, rồi ổng thấy ổng đánh hoàng bà này không sợ, ngay không vậy ổng tức quá. Thì cái nhà có cái làm cái trái ở sao, làm cái bếp. Ổng đánh hoàng bà này không sợ, ngày nào cũng đi chùa hoài. Cái bắt đầu cái ổng mới tối mà bà này mà đi qua chùa tụng kinh là ổng ở nhà ổng đóng cửa, phá cửa lại, ổng ngủ. Bà này về kêu cửa không mở, không mở, bỏ cho bà ra ngoài cái chai bếp á. Rồi cũng phải nằm, mới đầu cũ nằm ở dưới đất vậy cô ngủ. Rồi sau này cô biết rồi, cô mới giấu cái manh chiêu rách á, à ở trong cái chỗ mà cái đậy củi á. À, mỗi bữa là cổ ngủ, cổ đi về mà không khóa cửa kêu cũng được, thì cổ ra đó cổ trải cái mình chịu rách của ngủ. Cái ông đều tức quá, không biết mấy ông sư này mấy ông nói cái gì, cái bà này bấm mê dữ vậy á. À, ông ấy bà đi chùa ông mới rình, ông rình riết, ông thấy đâu có gì đâu, vô tụng kinh rồi này kia nọ rồi hành thiền rồi đi về chứ không có nói gì đâu. Cái sao cái ông ấy ổng mới lần là ổng vô. Ổng vô á là ổng quy y để ổng tìm hiểu coi mấy sư này đó có cái ma thuật gì, có cái lời nói ngon ngọt gì, cái lời giải của Đức Phật sao mà cái bà này bà mê dữ vậy. À, ổng tìm hiểu thì cô này á mới đầu cổ của mình, cổ tưởng là như vậy là ổng có cái niềm tin với Phật pháp rồi, ổng có. Ổng đi vô mới tìm hiểu à mấy ông sư. À thì quý vị biết mà, mấy ông sư thì thế nào, mấy vị thì cô trẻ rồi mấy vị sa di thì cũng có cái lỗi này lỗi kia. Không? Bắt đầu mấy ổng mới đem cái vẻ đó về ổng mới nói bả, bắt đầu ổng cấm đó. Cấm đó quyết liệt. Ông nói mấy thằng đó mà tu hành gì, bà cứ bà đem tiền bà đi vô đó mà cúng bái để cho ông ăn này kia nọ. Đó. Thành ra đó, thành ra là, nhưng mà cái cụ này phải nói là cụ cái ý chí cổ kiên trì thì cổ vẫn đi chùa, vẫn đi bằng mọi giá. À, thành ra đó, có những khi chúng ta cũng phải biết, ví dụ như bây giờ mình làm cái điều lành, mình làm điều thiện, nhưng mà nếu mà chúng ta làm đó, mà kiên quyết quá đó, nó xảy ra những cái đề xào xáo ở trong gia đình nó không hay thì thôi, bây giờ mình làm âm thầm á, mình làm âm thầm. Chứ còn có đôi lúc á, đôi lúc khi mà chúng ta mà làm á, đối phương nó nghĩ mình khiêu khích, không? Giống như cái ông này ổng cấm đó, ổng đánh cổ, ổng cấm không cho đi chùa, nhưng mà cổ vẫn đi. Ông này ổng nổi điên lên, tức ổng nói là bà này mà muốn khiêu khích không? À, rồi cái bắt đầu sao? Nó sùm ở trong gia đình, nó cũng khổ, phải không? Thì thôi, bây giờ á, mình khéo xử sự chút, mình nhún nhường chút. À, bây giờ là thí dụ như khi nào có điều kiện, có
có dịp, có thời cơ đó, thì mình đi để mình giữ cái sự an ổn. Chứ còn tội thì không có tội. Bây giờ á, cái phần này là cái phần của mình. Mình có quyền sử dụng cái tài sản một cách hợp lẽ. Chừng nào mà cái tài sản này nó phát sanh lên một cách phi pháp, không đúng pháp, thì mình đem mình đi làm nó mới có tội, thấy không? Còn bây giờ á, cái phần này là cái phần trợ cấp, phần lương hưu, phần gì đó của bản thân mình, mình sử dụng để mình đi làm phước thì không có tội gì đâu, không? Nhưng mà cái đối phương cản trở không cho, thì mình lựa cái dịp nào đó, cái thời nó thuận tiện để mình làm, mình làm không có ảnh hưởng đến cái an vui, cái hạnh phúc của trong gia đình, thấy không? Chứ còn bây giờ mình cứ khư khư, mình đi đúng trên cái pháp hành của mình thì tốt rồi đó, nhưng mà sao đối phương không chịu, nói là mình cứng đầu khiêu khích, chống đối, rồi xảy ra những cái vấn đề không hay, thành ra đó mình nhún nhường, mình nhún nhường vì cái an vui, cái an ổn trong gia đình, nhưng cái pháp hành của mình, cái sở hành tốt đẹp của mình không bỏ, để mình uyển chuyển, mình làm sao mà mình cũng vẫn được tạo phước, mình vẫn tu tập, mình cũng có học pháp rồi kia nọ, nhưng mà mình chờ cái thời điểm nó thích hợp, thì như vậy á, thì cái sự tu tập, và trong khi đó đó mình cũng tu luôn cái hạnh kham nhẫn, để cái hạnh để vượt qua những cái khó khăn, những cái chướng ngại trong cái đời sống tu tập của mình, thì cái điều đó là cái điều cao quý. Thế còn cái này là tài sản của riêng mình mà, mình có quyền sử dụng, đâu có ai thể có ngăn trở cấm đoán mình sử dụng những cái tài sản này để mình tạo phước, thì đem đến cái lợi ích, thì cái đó là không có gì là tội lỗi đó, không? Nhưng mà chúng ta nên tập cái hạnh kham nhẫn, chịu đựng, và chúng ta cố gắng vượt qua những cái trở lực, những cái chướng ngại trên bước đường tu tập của mình, để đem đến cái an vui. Mình tu hành là mình đem đến cái sự an vui cho chính mình và mọi người. Nếu mà mình tu hành, giống như sư nói đó, mình lễ bái tâm bảo, mình hành thiền là đúng, điều tốt đẹp. Nhưng bây giờ bổn phận làm mẹ, làm vợ ở nhà, phải nấu cơm, phải giặt đồ, phải dọn dẹp nhà cửa, không? Thì mình làm những cái bổn phận này xong, rồi mình lễ bái tâm bảo, rồi mình hành thiền, rồi mình nghe pháp, mình đọc kinh, thì nó đâu sao, không? Còn nếu mà ổng mà mình làm hết bổn phận mà ổng cho đó, thì thôi mình chờ ổng ngủ, rồi mình ngủ trễ chút, mình hành thiền, mình ấy thì nó cũng quyển chuyển, thì nó mấy. Chứ còn đã ổng không cho, mà bây giờ mình bỏ công việc, mình nói không, bây giờ tới giờ tôi ngồi thiền rồi, cái chuyện mà nấu cơm, giặt đồ để lát hút sao, thì như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay. Thì đúng, ở bên Mỹ thì bạo hành cảnh sát nó bắt, chứ còn ở Việt Nam thì mới gần đây thì Việt Nam mới bắt đầu có cái luật mà coi như là nếu mà người chồng hoặc người vợ ở trong gia đình mà bạo hành với những cái thành viên là cha mẹ này, hoặc là chồng hoặc vợ hoặc con cái rồi đó, thì sẽ bây giờ thì sẽ bị bắt chứ hồi xưa không có. Sư nói cái câu chuyện này xảy ra cách nay là mấy chục năm rồi, cho nên là hồi đó thì cái luật nó chưa có, cho nên là trong cái đời sống chúng ta, cái sự tu tập của chúng ta, có đôi lúc chúng ta cũng phải có cái sự kham nhẫn, và chúng ta phải chọn cái thời điểm cho thích hợp,
rồi chúng ta làm tròn những cái bổn phận, rồi cái tài sản mà cá nhân của mình thì mình sử dụng một cách hợp lẽ, thì sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Xin giải đáp cái câu hỏi của cô Nhật Quỳnh. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai. Con thành kính lãnh lễ tri ân sư rất là nhiều đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời những bàn tay ạ. Và có thể không cầm mic thì chát chát lên, Nhật Quỳnh xin đọc để tỏ pháp thành giải thích cho Nhật Quỳnh học chứ. Dạ, giống như câu hỏi của Giang Nhật Hà, Nhật Quỳnh cũng học được. Dạ, cũng học được nhiều nên mới có ý tưởng hỏi thêm câu hỏi của Nhật Quỳnh. Nên Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. Mời bàn tay quý vị. Alo, alo. Sư giảng đã kính cảm ơn chị Mách Tà. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Và con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nhân câu hỏi của Quỳnh Giang Nhất Hà và câu hỏi của cô Nhật Quỳnh, thì con rất là sa thú, con đã hiểu được những cái điều mà sư đã giải thích. Và bây giờ nhân hai câu hỏi này thì con có một cái câu hỏi nhỏ là những cái vị như ông chồng của cái cô kia mà sư đã nói, hoặc là một trong hai thành viên mà cô Nhật Quỳnh nói đó, cứ cản trở con đường tu tập của người kia, thì như vậy cái người mà cản trở đó thì có tội gì không sư? Và cái người mà tu tập, cái người mà làm phước đó, thì làm phước như vậy là làm phước chung cho cả gia đình thì quá là quá tốt rồi, nhưng cái người cản trở đó thì có tội gì không sư? Dạ, xin sư giải thích cho con hiểu rõ điều này. Dạ, con kính dâng mít cho sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng ta làm những cái điều bất thiện, một người mà muốn tu tập mà chúng ta cản trở, chúng ta tạo chướng ngại để người ta không thể tu tập được, thì nó tạo thành một cái ác nghiệp, nó đem đến những cái ác nghiệp chứ sao không có, không cố ý, tức là tạo nghiệp mà. Bây giờ biết người ta đi tu, đi chùa làm phước, nhưng mà bây giờ là cản trở không cho, thì nó tạo thành cái chướng ngại. Những người này đó, những cái kiếp tương lai sao sinh ra ở trong những cái điều kiện là rất nhiều những cái nghịch cảnh, rồi sao hả, mà họ muốn làm cái điều phước lành gì đó là cũng gặp cái chướng ngại nó cản trở hết, gặp người khác cũng ngăn trở nè, hoặc là hả mà mỗi một lần mà muốn đi tu đã bệnh, hay là hoặc là cái duyên nghiệp nó xảy ra rất là nhiều hả. Đó, giống như cái trường hợp mà ngài bà bạn ngài hòa thượng Pháp Lạc rồi đó, sau này khi mà bà lớn tuổi rồi, bà muốn xuất gia tu nữ mà ở chùa mình quá trời quá đất luôn, phải đi về mà về nhà đó thì hết bệnh đó, thành ra cái do cái chướng ngại. Rồi cái trường hợp mà xưa cái thời năm 2002, 2003 xưa đi qua bên Miến Điện như vậy,
có cái chú này đó, chú ham thích đi tu lắm, nhà rất là giàu có, à tiền bạc thì dư dả lắm, nhưng mà hả qua miếng điện mà tu là thôi nó đổ bệnh rồi quá trời quá đất luôn, đủ thứ bệnh hết. À mà xả y, à chú tu gieo duyên thôi, à xả y về, về nhà trị bệnh thời gian hết. Mà qua miếng điện tu thì chú làm bị gì, gia đình giàu có mà, có điều kiện mà, chú qua chú cúng dường trường thiền làm phước đồ rất là nhiều, đem thuốc đem qua cúng dường. Mà mỗi lần chú đi đó nha, là chú mang thuốc theo cũng không ít, nhưng mà vậy đó, nó chướng ngại. Chú bệnh đến nỗi mà quý vị biết là mua vé máy bay từ Miến Điện về Việt Nam, mà gia đình chú phải mướn cái xe, cái xe cấp cứu là đậu sẵn, vừa xuống máy bay rồi là lên đưa xe cấp cứu đi vô bệnh viện liền. Thành ra đó, thì cái này tùy theo duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. À tại vì là người ta không biết, cho nên người ta tạo những cái chướng ngại, những cái nhân bất thiện cản trở người khác tu tập. Cho nên là sao á, những cái chúng sanh này đó, là muốn tu tập, muốn làm điều lành điều thiện thì nó cũng xảy ra những cái chướng duyên. À, thì thật sự ra đó, quý vị suy nghĩ lại đi, ngay chính bản thân mình vậy. À, mình hồi đó mình cũng có tạo phước, nhưng mà cũng có tạo những cái chướng duyên, cho nên bây giờ mình cũng sống trong cái hoàn cảnh đó. Thấy không? Mình muốn đi tu, nhưng mà có nhiều khi cha mẹ, chồng vợ còn cản trở, không cho. Rồi đi tu thì cũng bầm dập, cũng khổ sở, đủ thứ chuyện hết. À, thì sao? Cũng do mình tạo ra. Cho nên á, khi biết à, thì mình sẽ giống như nãy sư nói sư đó, sư nói bản thân sư thôi chứ tôi không dám nói ai. Mỗi lần mà chướng duyên mà nó hành hạ, nó ấy á, thì sư sao? Sư tự nói cũng vừa mày lắm á. Mày hồi đó mày cũng trời thần đất lỡ, mày cũng chọc trời khuấy nước, mày cũng phá phách người ta, cho nên bây giờ mày bị vậy là đáng đời. Mày bị vậy là đáng đời rồi, thôi ráng tu đi, ráng trả nghiệp hết đi. À, thì nó sẽ vượt qua. À, thành ra khi mà mình hiểu pháp, mình biết nhân quả rồi đó, à, thì mình sẽ thấy cái này là gì? Là những cái bất thiện, à, do phiền não vô minh thúc đẩy, à, cho nên là bây giờ đến lúc nó trổ quả. À, thành ra mình biết vậy. À, thành ra đó, bây giờ mà ai mà ấy á, mình khuyên, à, hãy khuyên ta thôi, à, quy tam bảo đi, gìn giữ ngũ giới đi. À, còn nếu mà cái người nào mà có cái ý nguyện muốn đi tu, à, muốn học pháp, muốn học Bali mà kia nọ, mình tận tình, à, mình tận tình, mình hướng dẫn, mình chỉ dạy cho người ta, để người ta có cái điều kiện, để người ta có hiểu biết, để người ta đi tu. À, thì bây giờ mình khắc phục cái chướng nghiệp bằng cái là gì? Mình tạo những cái nhân lành, à, mình giúp đỡ người ta. Thành ra đó, khi mà mình tạo những cái nhân này đó, sao? Mình đi tới đâu cũng được người khác giúp đỡ. À, còn mình mà bị mình cản trở không biết, hồi đó mình cũng cản trở, mình gây khó khăn khó dễ cho người khác, cho nên bây giờ mình mới gặp như vậy. À, để mình biết, à, để mình cố gắng, mình nỗ lực, tạo thật nhiều những cái điều lành điều thiện, à, trong đời sống hiện tại, để tạm thời, à, nó hỗ trợ cho mình vượt qua những cái chướng duyên. Tại sao? Tại hồi đó, à, mình gieo những cái nhân
có trắng có đen, trắng cũng có, đen cũng có, trắng đen lẫn lộn. Bây giờ thì sao? Quả nó cho cũng có đen có trắng. Cho nên chúng ta hiểu biết như vậy để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập. Và chúc cô Metta nhiều sức khỏe an vui ha. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy á, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, con cũng cảm ơn câu hỏi của cô Nhật Quỳnh. Dạ, như vậy thì con hiểu là cái người bị cản trở đây cũng trước kia cũng đã từng làm cái nhân không tốt, rồi bây giờ phải chịu trả quả. Còn cái người mà cản trở thì như vậy là sau này cũng sẽ gặp những cái điều không tốt, bởi vì có nhân có quả. Dạ, con kính cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú đành thai kính cảm ơn câu hỏi của chị Metta. Dạ, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi của chị Metta. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Nguyên Trang, có câu hỏi gì không? Sao vô ngồi im ru vậy? Hay là để cái nít đây rồi xuống bếp nấu ăn rồi? Nguyên Trang, có hay không? Dạ, có hậu chùa Phước Quang nè. Giống như ngày hôm qua, Ngài Trí Đức nói là ở đằng sau chùa Phước Quang. Hậu là ở đằng sau phải không? Ở sau chùa phải không hậu? Hậu bữa nay có cầm mic được không? Có câu hỏi gì không? Dạ, Nhật Quỳnh thấy cái nít là Tô Thị Phụng hay Thị Phùng gì đó. Dạ, ngày nắng trực hả? Dạ, ngày hôm qua Nhật Quỳnh thấy cầm mic được rồi. Hôm nay có thể còn 2 phút nữa hả sư? Dạ, để con mời mà không ai hỏi con hỏi rồi. Con xin hồi hướng luôn nha sư nha. Dạ, không ai hỏi con hỏi ạ. Dạ, cái Tô Thị Phụng nè, có thể cầm mic thử không? Có thể cầm mic thử để hỏi gì, một điều gì đó không? Đặng ngày mai thì có thể cầm mic để học Bali. Dạ, Tô Thị Phụng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, có câu hỏi gì không? Còn dạ, trong khi chờ đợi đạo tràng, con xin chia sẻ. Dạ không, dạ. Còn Thiện Vũ có câu hỏi không Thiện Vũ? Con xin, con nghe sư nói mà con nhớ cái thời gian trước của con đó sư. Trời ơi, con bị chửi sư mình nó tơi tả luôn đó sư. Dạ, cái con cũng phải thầm nói với sư vậy á. Dạ không hả? Dạ, con cũng thầm nói với sư á, nó ai biểu hồi đó đó, người ta tạo thiện pháp á, cứ cản trở người ta hoài làm chi. Rồi giờ ráng chịu cho nó quen đi. Rồi từ từ nó sẽ hết. Rồi cái con chia phước cho những người chửi con á sư. Rồi hình như là giờ cái họ quên luôn rồi sư ơi, họ không có chửi nữa, nên con đỡ khổ lắm. Dạ, con cảm thấy con đỡ khổ. Chứ hồi trước ha, trời ơi, khóc lên khóc xuống hoài à. Dạ, nghĩ trời ơi, chắc hồi đó đó mình cũng tạo nhiều ác nghiệp lắm. Đây người ta làm thiện pháp á thì cản trở nói nọ nói kia nhiều chuyện á, nên giờ này bị như vậy. Nên lúc nãy con nghe thư chia sẻ, con cứ nhớ tới hoàn cảnh của con. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, bây giờ đồng hồ con là 6:10 rồi. Hay là thôi đi sư, để cho con thỉnh sư lên đúc kết bài học ngày hôm nay, và con sám hối để sư nghỉ sớm, để sư rời rung mà được không bạch sư? Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ sư cho con xin một tín hiệu ạ. Con cung thỉnh sư, và con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Kha giả. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng á, xung quanh chúng ta có những cái người bạn
người bạn thì nói trên cái tính chất là chế định. À, chứ còn người bạn ở đây có thể là cha mẹ mình cũng có nè, vợ hoặc chồng mình cũng có nè, rồi thân quyến mình cũng có nè, rồi những bạn bè xung quanh mình cũng có, và những cái người bạn ở chính trong cái tâm của chúng ta nữa. Đó, thành ra đó chúng ta phải hiểu biết như vậy. Những cái người bạn mà thân cận với chúng ta, nhất là những cái người bạn mà trong tâm chúng ta, những người bạn thiện lành, thì chúng ta phải gìn giữ, gần gũi những người bạn thiện lành này, rồi chúng ta lần hồi, chúng ta tránh xa những cái người bạn xấu, là những cái 12 cái tâm bất thiện. Đó, rồi chúng ta trong đời sống thì chúng ta cũng phải biết những người bạn tốt đẹp thì chúng ta gần gũi, để cùng nhau trao đổi, để học tập, để thực hành, rồi chúng ta tạo trữ những cái công đức phước báo. Thì chính những cái thiện lành, chánh tính, trí tuệ, chánh niệm, rồi những cái nhân, những cái chủng tử thiện lành này, đó là những cái người bạn thân thiết của chúng ta, không những là trong kiếp sống hiện tại này, mà nó sẽ là những cái người bạn đi suốt với chúng ta trong cái dòng sanh tử luân hồi, cho đến khi nào mà chúng ta đạt đến thánh quả đậu tận thì mới chấm dứt. Cho nên là bây giờ hồi đó mình không biết, mình gần gũi những cái bạn xấu là 12 cái tâm bất thiện, bây giờ mình biết mình sẽ gần gũi với những người bạn thiện lành là 8 cái tâm đại thiện, để mà chúng ta phát triển cái sự học hỏi, sự tu tập, nỗ lực tích cực tạo phước lành. Thì đó là cái ý nghĩa của cái bài học ngày hôm nay. Giới phước báo ngày kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khen ngang, và kính chúc tất cả quý tôn nữ cũng như quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, có một cái niềm tin tốt đẹp, vững chắc nơi tâm bảo, và nỗ lực học tu tập, tạo được nhiều thiện sự, gây dựng cho mình những người bạn tốt đẹp, và luôn luôn gần gũi theo những người bạn thiện lành. Thì cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối rồi sư xin phước chúc kết thúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh sám hối sau khi chúng ta thính pháp ạ. Uột tà măng ghê nà quảnh đê hăng ba đà phẳng sung và ruột tà măng bụt thể vô khà lì tổ đô sơ bụt thô khà mà tù tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đề hằng tham manh chất quý thân và răng thầm mê vô kali tô đổ sô thầm mô tham mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sa tội lỗi ấy cho con. Uất tà măng ghê na quan đê hằng sanh khanh cha đưa quy thoát tà măng sẵn khê vô khát đi tô đô sô sẵn khô khâm mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu đầm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng thọ pháp thanh từ bi
chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy, con kính nhân Bụt Thánh Sư ạ. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bawa tu sap ba mang ga lang ra khan tu sap ba deva ta sap ba bu tha. Uka we na sa da so thi pha wan tu te pha wa tu sap ba mang ga lang ra khan tu sap ba deva ta sap ba tham ma uka we na sa da so thi pha wan tu te Ova tu sắp bám mạng ga lăng rắc khăn tu sắp bà đeo ta sắp bà sẵn khá nu phá quê nà sơ đà sô thi phá hoành tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì định. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh và con kính chúc sư đi về chùa Phật Bảo luôn được an vui. Dạ, con cũng thỉnh sư vậy ha, nhờ trời rơm mặt. Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng giới Nhục Quỳnh hồi hướng sau khi được thính pháp ạ. Văn kinh chi cu sa la cầm măng ca tập bận khi đi văn mà cả dê na quả cha mana sa ti đà xê xuất gấp tăng ca tăng dê sa ta sa ni nô a ti dê cha sa ta A san ni no ca tăng bốn nha pha lăng mày hằng sắp bê pha ghi pha quan tu tê dê tăng ca tăng su quý đi tăng đến năng bốn nha pha lăng mày gia dê cha ta thân a cha nan ti đệ qua gan to ni dê đại dâm sắp bê lo cầm hi dê sa ta chê quan ta ha ra hệ tu ca mắm muốn năng phô cha năng sắp bê na phan tu ma mạ chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an vừa con hồi hướng dân ban chung sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu à, bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chung sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm, mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Thầy giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước, mà chúng con đã trong sạch, tạo ra giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước, mà chúng con đã trong sạch, tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đánh giấy tất cả chư thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đánh giấy tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh thất thiện hữu, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền,
Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh nan, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng huynh nhân ni ba na sa bát cha yo hô túc. Y đăng huynh nhân ni ba na sa bát cha yo hô túc. Y đăng huynh nhân ni ba na sa bát cha yo hô túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quang lâm vào rum chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên với ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư thượng tọa pháp thanh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rôm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rum theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rum có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho.